IC Cars là một trang web tìm kiếm ô tô trực tuyến khá nổi tiếng, giúp người dùng tìm và so sánh các mẫu ô tô bằng thuật toán máy tính độc quyền. Mỗi năm, trang web này đều tiến hành khảo sát và kiểm tra dữ liệu nhằm tìm ra những chiếc xe hơi nào có khả năng được người dùng giữ lại để sử dụng trong khoảng thời gian 15 năm trở lên. Nó cho thấy phần nào chất lượng sử dụng cũng như là độ tin cậy về công nghệ trong dây chuyền sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau. Dưới đây là 15 mẫu xe được IC Cars bình chọn là bền bỉ nhất khi có thời gian sử dụng trong ít nhất 15 năm. Cụ thể, trong phân khúc SUV hạng trung, Toyota Highlander đứng đầu danh sách và giữ vững vị trí của năm ngoái. Đây là một mẫu xe điển hình từ 15 năm tuổi trở lên vẫn được giữ bởi chủ sở hữu ban đầu. Toyota cũng khẳng định độ bền bỉ của mình với vị trí số 2 bằng sự hiện diện của mẫu xe minivan Sienna. Ngoài ra, nằm trong top 5 của danh sách này, gia đình Toyota còn góp mặt thêm hai cái tên mới, đó chính là Tacoma và Tundra. Tiếp tục, tỷ lệ những chiếc crossover được sử dụng lâu nhất ở mức trên 15 năm có thể kể đến như là Subaru Forester, Toyota RAV4, Honda Pilot và Honda CR-V. Về xe bán tải, danh sách này đã gọi tên Toyota Tacoma và người anh em Toyota Tundra. Một đại diện khác đến từ Mỹ cũng góp mặt, đó chính là Chevrolet Colando. Kế tiếp là Nissan Titan và cuối cùng Nissan Frontier. Tiếp đến, Audi S4 là người chiến thắng khi giữ danh hiệu là xe được sử dụng trên 15 năm trong sân chơi xe thể thao. Điều này đưa mẫu xe đến từ Đức vượt qua Mazda MS-5 Miata, Chevrolet Camaro, BMW Z4 và BMW M5. Về các mẫu xe sang trọng, Acura MDX là cái tên được yêu thích khi 84% chủ sở hữu của nó vẫn sử dụng trong khoảng nửa thập kỷ. Các mẫu xe khác là BMW 3 Series, Lexus IS 300, Audi S4 và người đồng hương Mercedes C-Class chốt lại danh sách.